Qua đây anh quay cho cô chú anh chị xem. Đó. Rồi, để mình lấy nó xuống. Quá êm luôn. Hù, cái này được chút xấu nữa. Chút sóc nữa cả nhà ơi. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Giấc này mình đang đi thăm bẫy chuột nha cô chú. Hôm qua mình đặt dài mấy cái khu bên mấy cái hàng dừa lụng trong đây nè kìa. Đó. Nguyên khu vườn này cũng lớn dữ lắm. Quá rộng luôn. Rồi ngày mới mình mến chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi mình mời cô chú anh chị đi theo mình thăm bẫy coi có dính được chuột gì nhiều không nha. Rồi để khi nào có dính rồi mình quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái đầu tiên rồi dính này kìa, nó ngồi trên đó kìa cô chú. Quá đã rồi. Đó nó ngồi đó, nó ngồi nó đưa cái lưng luôn này cả nhà. Lấy xuống. Chính là cá lấy rồi. Quá êm luôn cả nhà. Thiệt bự kìa. Đằng trước có một cái nữa. Rồi rồi rồi, lâm luôn rồi cả nhà ơi. Đó, ở xa là mình đã thấy nó rồi nè. Đó, nó ngồi đó đó. Quả đã. Cái này dễ lấy. Quả bự luôn. Thiệt đã. Rồi lụm nữa này nè. Quả đã luôn. Đây nè. Ủa cá lấy à. Đó. Nó ngồi trong ngóc nè. Dính ba con liền rồi. Cuộc ở đây bự bự không, tốt tốt không, nào nấy hết biết, thiệt đã.
trên cây này có một cái nữa. Rồi, cây trên đây chất quất rồi cả nhà. Chất quất à. Mình thầm cây bên đây. Trên đó cũng có một cái nữa mà không dính nè cả nhà. Dính con gì hưởng sốc, sốc quá đã luôn cái nhà ơi. Cái này đó thì cái nhà quả đã được một em sốc. Bên đây thì chá nắng không thấy nó nè. Qua đây mình quay cho cô chú anh chị xem đó. Rồi để mình lấy nó xuống. Quá êm luôn. Hù cái này được chút xấu nữa, chút chóc nữa cả nhà ơi. Quá đã rồi. Ồ, bông vàng tươi thiệt êm nhá. Đây, con cái nữa nè. Rồi, lụm nữa cả nha. Được em chuột nữa. Nãy mình mới thăm ở cây tuốt ở bên kia đến đường con sóc nè. Đó, đây đây mình thấy dính đường con chuột đây nè. Đền bò nó xuống đây mình lấy con chuột xuống. Nè cả nhà. Đó cả nhà. Rồi mình lấy nó xuống. Ủa, quả đã thiệt bự rồi, chà bá luôn, cả lý thiệt. Đặt trước này con cái vậy. Ủa, dính đường con sóc nữa nè cả nhà. Ồ, quá đã rồi. Đây nè. Kìa. Ồ, mấy này cá lý quá. Nè cả nhà. Quá đã luôn. Ngồi đó nó cạp cái gì không biết. Nào qua đây thấy nó rõ hơn. Rồi, đây mình lấy nó xuống nha. Ồ, bữa nay làm được nguyên cặp sóc luôn. Thiệt đã vậy. Nguyên cặp luôn cả nhà ơi. Cái gì dính vậy trời.
Cả nhà, cả nhà. Rồi dính 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 này cả nhà ơi. Quá đã. Đây nè. Đó. Ngồi thiệt đã. Con này cũng chụp lứa. Chứ không được bự hùng. Cái ở đây kìa. Cái ở đây còn cả nhà, không có dính. Lấy này xuống luôn. Mấy thằng cái chanh này người ta chiết chanh ớt ớt kiểm rừng rồi 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 lâm 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 cả nhà quá đã luôn cà lý quá. Đây nè cả nhà. Đó. Ngồi trong ngóc. Quá yên cả nhà. Ui, con này nó bự. Thiệt đã. Hồi nãy rớt xuống dưới nước á, chết hết con, bỏ à. Nó bị ngợp trên bờ mà nó dãy dãy lăn lăn rớt dưới mương. Rồi 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 rồi, đây dính này cả nhà. Đây nè. Đó. Quá im. Đây mình lấy nó xuống. Vàng tươi. Chuột này mập mập không à. Anh trước này con một cái đây nhưng mà dính thấy gì à? Rồi 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 dính này cả nhà ơi. Quá đã đó, nó đang ngồi trên cái bẹ đó đó cả nhà. Đó rồi, để mình lấy xuống cho cả nhà xem.
con thì cũng được, cũng trọng. Nguyên khu vườn quá đã. Rồi rồi, dính này, dính này. Đây cái nhà. Kìa. Đó, nó ngồi rồi đó. Đó cái nhà. Đó, nè, hôm qua anh thấy nó ăn nè. Nó cạp hay nó vòng vòng mấy cái vượt này không chứ đâu. Để mình lấy nó xuống. Quá đã, vàng tươi luôn cả nhà ơi. Thiệt êm. Đó người ta trồng ớt hay gì. Đây có một cái. Rồi rồi rồi, dính cả nhà ơi. Quá đã. Kìa cả nhà. Cà lý quá. Đó, nó ngồi đó cả nhà. Rồi để mình lấy xuống cho cả nhà mình xem nha. Còn cũng bự hết sức, cũng trọng. Vàng tươi. Chuột dừa này ngon ngon không? Thiệt đã. Nhất này mình thăm bẫy cũng xong hết rồi nha cả nhà. Rồi để về mình lấy chuột ra rồi coi dính được nhiêu con nha. Rồi giấc này mình đi thăm về mình lấy chuột ra được nhiêu đây nè cả nhà. Được 10 con chuột với lại được 2 con sóc nữa. 2 con này bự. Vô lặn cặp luôn, thiệt đã. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy hay cả nhà cho mình một like và một đăng ký nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.